Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách Sức mạnh của thói quen, The Power of Habit, tác giả Charlie Duhigg. Bạn mong chờ điều gì vào cuộc sống hiện tại của chính mình? Một sự đổi mới từ nhận thức đến hành động để học tập và làm việc hiệu quả với mục đích gặt hái nhiều thành công, hay chỉ đơn giản là đặt ra kế hoạch điều chỉnh và rèn luyện bản thân để có cuộc sống lành mạnh? Đó là trên lý thuyết. Sự thật, hơn 80% mọi người đều bỏ cuộc ở 1/3 chặng đường vì thiếu sự quyết tâm, 15% đuối sức ở khoảng 2/3 chặng đường vì mù mờ về định hướng, và chỉ gần 5% số người đến đích trong gian khổ. Bạn cần một giải pháp tối ưu. Hãy bắt đầu tìm hiểu về thói quen cùng Charlie Duhigg qua quyển sách Sức mạnh của thói quen, một quyển sách dành cho mọi độ tuổi, và tôi khuyên bạn nên đọc ngay từ bây giờ. Bạn có thể mua sách qua đường liên kết tôi đặt trong phần mô tả bên dưới. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2012, nằm trong danh sách bestseller của thời báo New York, và cho đến nay vẫn được đánh giá là cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi con người và tổ chức. Charlie Duhigg là phóng viên của thời báo New York từ năm 2006, là cây bút trụ cột của thời báo Los Angeles. Từ năm 2007 tới nay, anh liên tục nhận được những giải thưởng lớn do các bài báo và cuốn sách viết về kinh tế và khởi nghiệp. Cuốn sách được viết theo phong cách kể chuyện với những câu chuyện đan xen lẫn nhau, với mục đích cho người đọc hiểu được quá trình một thói quen hình thành, tồn tại trong não bộ con người như thế nào, và hàng ngày con người chúng ta sử dụng thói quen một cách bản năng ra sao. Cuốn sách được chia làm 3 phần chính. Phần mở đầu là những câu chuyện kể về sức mạnh thói quen cá nhân và vòng lặp của thói quen, với những câu chuyện về cuộc sống của Eugene Polly và Henry Molaison. Cả hai nhân vật đều là bệnh nhân với một khoảng trống cỡ quả hồ đào trong đầu. Trí nhớ của Eugene cũng như Henry đều mất đi. Henry đã suy nhược và phải sống trong cơ thể từ thiện để chăm sóc sau ca phẫu thuật. Eugene thì may mắn hơn, ông có thể nói chuyện bình thường và sống cùng gia đình, mặc dù ông không thể nhớ nổi số tuổi của mình hay tên con gái và các đứa cháu của ông, và ông sẽ quên ngay những gì diễn ra sau vài phút. Nhà khoa học Larry Squire, một giáo sư đã dành hơn 30 năm nghiên cứu cấu trúc hệ thần kinh của trí nhớ. Squire đã tiến hành những bài thử, các thí nghiệm đã cho thấy khả năng hình thành thói quen mới của Eugene. Nó giải thích việc Eugene có thể đi bộ mỗi sáng ra sao, những cái cây, góc đường nhất định mỗi lần ông đi ra ngoài là các gợi ý. Vì thế, dù ông không biết nhà mình, những thói quen cũng sẽ đưa ông về đúng trước căn nhà. Nó cũng giải thích tại sao Eugene ăn sáng 3 hay 4 lần một ngày cho dù ông không đói, miễn là có gợi ý đúng như tiếng radio hay ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ông sẽ tự động thực hiện những thói quen đó. Với nhiều thí nghiệm khác nhau trên loài chuột và các câu chuyện khác mà tác giả chia sẻ đều hướng tới việc giải thích cho quá trình hình thành thói quen. Phần 2 tiếp tục những câu chuyện về thói quen trong tổ chức và cách duy trì thói quen. Câu chuyện về thói quen an toàn lao động trong công ty Aluminum ở Mỹ, hay Alcoa mà giám đốc điều hành mới Paul O'Neill đã tạo dựng và duy trì, giúp cho công ty phát triển vượt bậc. Lợi nhuận hàng năm lớn gấp 5 lần trước khi ông đến, hay chính xác hơn là trước khi thói quen an toàn lao động trong công ty được hình thành. Hay câu chuyện về Starbucks đã đào tạo tất cả nhân viên thói quen ứng xử chuyên nghiệp với khách hàng và duy trì thường xuyên ngay cả khi những nhân viên đang cảm thấy tức giận. Điều đó đã tạo ra thói quen của sự thành công của chính Starbucks.
Phần cuối, tác giả đề cập đến thói quen của cộng đồng. Có khi nào bạn tự hỏi mọi hành vi và hoạt động sống của bản thân phát xuất từ đâu hay không? Một trong những con đường của việc bạn làm, từ cử chỉ, nháy mắt đến cách giải quyết vấn đề đều được hình thành theo những cơ chế nhất định, trong đó cơ chế thói quen. Vậy, thói quen là gì? Đó là các hành vi, hoạt động độc lập được lặp đi lặp lại với tần suất thường xuyên trong suốt sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Vào lúc sáng sớm, bạn bước chân trái hay chân phải xuống giường. Bạn ăn sáng ở nhà hay ở quán trước khi đến nơi làm việc. Bạn có thường ăn vặt trong giờ làm hay không? Bạn hay thức khuya đọc sách? Sự lựa chọn và hành động của bạn trong mỗi trường hợp trên đều bắt nguồn từ chính thói quen của bạn. Để tồn tại lâu dài hay ngắn ngủi, thói quen phải dựa trên nhiều yếu tố nội tại và ngoại lai. Về thói quen, thôi vẫn chưa đủ để bạn làm chủ cuộc đời của mình. Hãy hiểu và kiểm soát chúng. Với suy nghĩ của nhiều người, thói quen chỉ thuộc về đời sống sinh hoạt cá nhân và ít nhiều cảm tính chi phối, trở thành nhân tố thứ yếu. Thực chất, thói quen có ảnh hưởng và tầm quan trọng hơn bạn nghĩ. Những tác động sâu xa và nguyên bản của mỗi vấn đề thông thường đều đến từ những điều nhỏ nhặt mà ta đã bỏ qua. Thói quen là một ví dụ điển hình. Xét từ phương diện cá nhân, thói quen là một phần của ý thức, tự động thuộc não bộ. Não bộ đóng vai trò chính yếu thúc đẩy và điều khiển ý thức lẫn hành vi của mỗi người. Vì vậy, thói quen có khả năng tác động đến hành vi mà đôi khi ý thức không thể kiểm soát. Mỗi người không chỉ có một thói quen. Mỗi thói quen không chỉ ảnh hưởng đến một khía cạnh cụ thể mà có sự liên đới trong nhận thức, hành vi tương tác của chủ thể đối với bản thân cũng như xã hội. Với thị trường thương mại, việc phân tích, đánh giá thói quen của khách hàng hay người tiêu dùng lại là một câu chuyện khác có tầm vĩ mô, mang đến các giá trị to lớn cho những doanh nghiệp đầu tư và phát triển về con người. Thói quen có thể hủy hoại cả một cuộc đời ấm êm, một gia đình hạnh phúc và cũng có thể làm vực dậy cả một tập thể đang đứng trước nguy cơ xuống dốc. Thói quen vừa là người bạn tốt, vừa là kẻ thù, tùy thuộc vào tính chất và giá trị của chúng đối với cuộc sống của mỗi cá thể. Khi đặt vấn đề thói quen được hình thành như thế nào, chúng ta thường có suy nghĩ thói quen đến một cách ngẫu hứng và tự nhiên dựa trên bản chất lối sống của mỗi cá nhân. Thực chất, thói quen được tạo ra theo cơ chế nhất định. Khi thói quen đi vào hoạt động sau một thời gian dài với tần suất lặp lại cao, sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Hiện tượng đó được gọi là thói quen bền vững. Chứng nghiện là thói quen bền vững tiêu cực. Bất kể điều gì đạt đến cơn nghiện cũng đều có tác hại đối với cuộc sống, vì làm mất đi tính điều độ, sự cân bằng trong quỹ đạo hoạt động về thể chất và tâm lý ở mỗi cá nhân. Chứng nghiện là hành vi bị mất kiểm soát khi cơn thèm khát vượt cả mức độ mong muốn, trỗi dậy, thôi thúc chủ thể thực hiện thông qua hoạt động để đi đến thỏa mãn hoặc đạt được giá trị nào đó. Từ đây, ta có thể hình dung thói quen được hình thành theo trình tự gợi ý, hành động và phần thưởng. Gợi ý chính là nhân tố kích thích, là chất xúc tác để tạo sự thèm muốn trỗi dậy. Sự ham muốn này thúc đẩy hành động xảy ra để nhằm đạt được mục đích ta gọi là phần thưởng. Ban đầu, các gợi ý sẽ trở nên mơ hồ và không đủ sức thúc đẩy hành động diễn ra để chạm đến phần thưởng. Nhưng càng về sau, với cường độ lặp đi lặp lại của việc xuất hiện gợi ý, sẽ dần trở thành phản xạ tự nhiên, dẫn đến hành động thực hiện tự động, không tính toán, không có sự can thiệp của não bộ. Trong quá trình hình thành thói quen, phần thưởng là yếu tố quan trọng quyết định một thói quen có được duy trì hay không. Trong lĩnh vực thương mại, muốn quảng cáo thành công một sản phẩm, cần phải đưa ra phần thưởng có sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thực sự của người tiêu dùng.
các nhà marketing sẽ tạo các chiến lược quảng cáo và điều hướng thói quen người tiêu dùng, tạo sức hút cho sản phẩm. Charlie Duhigg sẽ nói rõ hơn về điều này với các bạn ở chương 2 và chương 3 trong Sức mạnh của thói quen. Bạn có thể quên vì trí nhớ kém, nhưng bạn sẽ làm theo quán tính của thói quen hàng ngày. Do đó, cơ chế hoạt động của thói quen với khả năng ghi nhớ hoàn toàn được khu biệt. Bạn không nhất thiết phải vận động trí não để ghi nhớ tất cả mọi thứ nếu như bạn biết cách tạo ra những thói quen bền vững, lành mạnh. Bạn có thể thay đổi thói quen nếu bạn muốn. Có bao giờ bạn tự nghĩ nên chấm dứt một thói quen xấu, một cơn nghiện nào đó đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn? Và nếu bạn đã nghĩ đến nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp, hãy để Charlie Duhigg mách bạn một bí quyết để loại bỏ những thói hư tật xấu ngay từ bây giờ. Nếu thói quen được hình thành dựa trên sức hút của phần thưởng, thì việc thay đổi thói quen lại tập trung vào cách thay thế hành động. Bạn vẫn nhận được phần thưởng từ thói quen cũ, nhưng bằng một cách mới mẻ hơn, lành mạnh hơn. Trước hết, hãy xác định động cơ, tức là gợi ý mà bạn muốn phần thưởng đó là gì. Nếu duy nhất chỉ có con đường cũ, hành động cũ, thói quen cũ, thì đó là câu chuyện phức tạp. Nhưng nếu bạn còn hoang mang và chưa xác định được động cơ đúng đắn vì có quá nhiều tình huống, thì hãy thử trải nghiệm lần lượt với từng động cơ. Khi đã xác định được động cơ thực hiện thực sự, bạn cần nỗ lực điều chỉnh hành động cho phù hợp và kiên trì lặp đi lặp lại cho đến lúc thói quen mới được hình thành. Sức mạnh của thói quen sẽ là quyển sách cẩm nang cầm tay bạn nên viết nên kế hoạch cụ thể để thay đổi thói quen của chính bạn. Bạn đang nghe audio review sách. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Có nhiều cuộc điều tra hay những sự kiện lịch sử có sức ảnh hưởng đến nhân loại cho ta thấy thói quen chi phối hầu hết mọi hoạt động sống của con người, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt cá nhân đến cách giải quyết vấn đề hay thậm chí là khả năng lãnh đạo. Thói quen sẽ in hằn vào nếp sống, lối tư duy và tầm nhận thức của mỗi cá nhân trước các tình huống phát sinh từ xã hội cộng đồng. Bạn chỉ có thể thành công khi có thói quen sinh hoạt lành mạnh và thói quen tư duy của người thành công. Bạn chỉ sống đúng khi có thói quen đúng. Phần lớn các hành động của con người hàng ngày đều được xây dựng bởi vô vàn các thói quen trong não bộ, từ việc thức dậy vào buổi sáng, đi vào nhà vệ sinh, làm những công việc vệ sinh cá nhân mà trong đầu hầu như không có suy nghĩ nào. Thói quen hút thuốc lá, hay trò chuyện với bạn bè, đi cà phê, đi trà sữa, vân vân. Nhưng não bộ không thể phân biệt được thói quen nào là tốt, thói quen nào là xấu. Chúng ta sẽ phải tự điều chỉnh những thói quen của bản thân, loại bỏ dần đi các thói quen xấu và thay thế vào đó bằng những thói quen tốt có lợi cho bản thân. Để làm được việc đó, chúng ta phải hiểu được các cách thói quen hình thành và tồn tại trong não bộ của chúng ta. Thói quen chính là các vòng lặp của gợi ý, hành động mang tính lặp lại và phần thưởng. Khi nhận được một gợi ý, tự động chúng ta sẽ có những hành động nhất định và kết thúc bằng một phần thưởng, có thể là về tinh thần hoặc vật chất. Chính những gợi ý đã tạo ra những hành động mà chúng ta sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều trong lúc hành động. Ví dụ, một người có thói quen hút thuốc lá sẽ châm và hút điếu thuốc ngay lập tức khi anh ta bị stress, khi anh ta ngồi uống trà đá, khi anh ta ăn no, hoặc khi anh ta đi trên một con đường quen thuộc. Tất cả những thứ đó đều là gợi ý cho não bộ ra lệnh cho anh ta thực hiện hành động châm và hút thuốc, kết thúc bằng một phần thưởng là sự dễ chịu, thoải mái trong và sau khi hút. Hàng ngày, chúng ta có vô vàn các gợi ý tương ứng với vô vàn các thói quen của chúng ta. Nếu chúng ta nhận biết được các thói quen xấu, chúng ta có thể thay đổi hành động trong vòng lặp của thói quen bất cứ khi nào các gợi ý xuất hiện. Đồng nghĩa với việc
chúng ta cũng phải xác định được phần thưởng của những hành động mới. Nếu chỉ đơn thuần nghĩ rằng thay đổi thói quen xấu chỉ với quyết tâm thì chưa đủ, chúng ta cần hiểu rõ những thói quen của chúng ta bằng việc ghi chép lại các gợi ý hàng ngày dẫn đến thói quen đó, theo dõi quy luật và xây dựng một kế hoạch để thay đổi thói quen xấu thành một thói quen tốt. Một điều quan trọng hơn là việc duy trì vòng lặp của thói quen tốt đã thay thế cho thói quen xấu. Theo tôi, cuốn Sức mạnh của thói quen hay và hữu ích rất nhiều. Cuốn sách đi sâu vào phân tích và lý giải về thói quen thông qua các câu chuyện giúp người đọc hiểu hơn và có thể tự áp dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, có quá nhiều câu chuyện mà ở đó lặp đi lặp lại về ý nghĩa khiến cho việc đọc trở nên nhàm chán khi đọc đến cuối sách. Cuốn sách thật sự rất hữu ích cho hầu hết mọi người. Bạn nên đọc để thấy được tầm quan trọng của thói quen sẽ tạo ra cuộc sống của bạn sau này như thế nào. Thay đổi thói quen xấu đồng nghĩa với cuộc sống sẽ được cải thiện và dẫn đến thành công không ngờ tới. Bản thân tôi đã thay đổi thành công thói quen hút thuốc đã được duy trì suốt 12 năm. Và tôi cũng đang cố gắng duy trì thói quen dậy sớm, đồng nghĩa với việc tôi có thêm thời gian để học thêm những kiến thức mới, đọc những cuốn sách mà tôi thích, tập thể dục sáng sớm và có một bữa sáng đầy đủ và đến công ty sớm hơn 15 phút. Sức mạnh của thói quen qua lời chia sẻ chân thành của Charlie Duhigg về những mảnh đời, số phận riêng lẻ. Có người lầm lạc vì cám dỗ, có người lại không ngừng nỗ lực thay đổi nghịch cảnh. Hay các câu chuyện chính trị cân não hay quá trình làm giàu của những thương hiệu có tầm ảnh hưởng thế giới sẽ giúp bạn tri nhận nhiều hơn về bản chất và lợi ích của thói quen. Trong đó, một số hoàn cảnh đặc biệt và là nhân chứng sống của thời đại qua lời kể của tác giả mang đến cho ta cái nhìn khác về thói quen. Thành công hay thất bại trong cuộc sống đều do mỗi chúng ta quyết định. Thay đổi bản thân không bao giờ là muộn. Hãy hành động ngay từ lúc này. Sau khi bạn nghe audio này, hãy mua cho mình một quyển sách Sức mạnh của thói quen. Hãy tin tôi, bạn sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian khi đọc quyển sách này đâu. Audio review đến đây là hết. Bạn có thể mua sách qua đường liên kết tôi đặt bên dưới trong phần mô tả của audio này. Cảm ơn.